Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những tin tức hot nhất về cái thằng otara nha các bạn thì otara là cái động tóc cần mà chúng ta khai thác trên cái ví imota đó các bạn thì uh, mình sẽ cập nhật một số tin tức như sau nha thì uh, sắp tới imota nó sẽ ra mắt cái chức năng đó là game uh, otara well nha các bạn tức là quay cái vòng quay may mắn nha thì uh, khi mà chúng ta quay vòng quay may mắn á, thì chúng ta sẽ được nhiều cái phần thưởng đặc biệt là người chơi tham gia miễn phí mỗi ngày để nhận thêm nhiều cái mà tóc cành otara nha các bạn thì hiện tại uh, trong ứng dụng của chúng ta là chưa có cái chức năng này nha thì uh, đây là thông tin mới nhất nha các bạn khi nào mà nó cập nhật lên phiên bản mới nhất á, thì mình sẽ thông báo đến các bạn sẽ có cái chức năng uh, quay vòng quay may mắn để mà trúng cái đồng otara nha các bạn rồi và tiếp theo là mình sẽ cập nhật thông tin về cái cơ chế khai thác mới của nó nha các bạn. Và đây là cái cơ chế khai thác của Otara nha các bạn. Thì mỗi một ngày chúng ta có ba cái phiên đào nha các bạn. Và mỗi một phiên sẽ có ba cái lượt đào. Các bạn nghe rõ nha. Một ngày có ba cái phiên đào và một phiên có ba cái lượt đào. Thì cái lượt đào thứ nhất là lượt đào hàng ngày nè. Cái lượt đào thứ hai là cái lượt đào nhân đôi nha. Và lượt đào thứ ba là cái lượt đào từ rep nha các bạn. Tức là từ những thành viên của chúng ta đó các bạn. Rồi đầu tiên thì cái lượt đào hàng ngày là cái gì các bạn? Tức là cái lượt đào hàng ngày á, là tốc độ khai thác cơ bản của chúng ta nha các bạn. Thì một ngày chúng ta có ba cái lượt đào. Thì mỗi một cái lượt á, nó sẽ cách nhau 8 tiếng nha các bạn. Thì một ngày có 24 tiếng là chúng ta có 3 lượt đào hàng ngày nha. Rồi và đây là cái tốc độ khai thác cơ bản nè các bạn nè. Nếu mà các bạn chuỗi ngày nè các bạn nhìn nha, cái chuỗi ngày mà khai thác liên tục á nếu mà các bạn khai thác 3 ngày liên tục nè là các bạn có 0.15 tốc độ nè rồi 7 ngày liên tục là các bạn có 0.2 nè rồi 10 ngày là các bạn được 0.25 tốc độ nha rồi và nếu mà chúng ta khai thác đó là 30 ngày liên tiếp á, là chúng ta sẽ đào với cái tốc độ đó là một cái đồng Otara trên một phiên nha các bạn thì cho dù các bạn có mời bạn bì hay là không mời bạn bì đi chăng nữa thì nếu mà các bạn khai thác liên tục á, thì tốc độ cơ bản này thì à, ai cũng như ai nha các bạn à, quan trọng là các bạn siêng năng là các bạn được khai thác nhiều nha rồi tiếp theo là cái lượt đào nhân đôi thì cái lượt đào nhân đôi á là thưởng gấp đôi số ô ra từ cái lượt đào hàng ngày sau khi mà người dùng xem quảng cáo tức là ví dụ cái bạn tốc độ khai thác cơ bản của các bạn á, là một cái đồng otara trên một phiên thì sau khi mà các bạn khai thác xong á, các bạn nhấn vào cái nút otara một lần á, thì các bạn nhấn thêm một lần nữa là các bạn sẽ nhận được cái lượt đào nhân đôi là nếu mà các bạn khai thác với tốc độ một cái đồng otara thì các bạn sẽ nhận được cái lượt đào nhân đôi là các bạn xem quảng cáo xong á, là các bạn sẽ nhận được hai cái đồng otara trên một phiên nha các bạn thì nó nhân đôi cái lượt đào tốc độ cơ bản nha rồi và tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái lượt đào rep nha các bạn, tức là lượt đào mà chúng ta tuyển thành viên đó thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồ hồng nha. Thì cái lượt đào nó tính như sau các bạn. Thì nó sẽ lấy cái lượt đào đó là lượt đào tốc độ cơ bản này nhân với 20% hoa hồ hồng nha và nhân với số thành viên đó là thành viên tích cực của tiếng dưới nha các bạn. Các bạn có bao nhiêu thành viên đang khai thác nha, thành viên tích cực nha các bạn, tức là thành viên đang online đó các bạn. Còn những thành viên không online là nó không có tính nha. Thì nó lấy tất cả những cái số này nó chia cho ba nè, các bạn nè. Đây là công thức tính của nó nha các bạn thì từ trước tới giờ cái thằng ra các bạn khai thác mà các bạn vẫn chưa hiểu được cái cơ chế của nó thì hôm nay mình sẽ giải thích rõ như thế này thì các bạn có thể hiểu nha thì nói tóm lại là các bạn cứ vào mà các bạn một ngày có ba phim cách nhau 8 tiếng các bạn vào bấm và khi nào mà các bạn nó hiện ra quảng cáo thì các bạn cứ việc xem hết quảng cáo cho mình nha có bao nhiêu quảng cáo là các bạn xem hết quảng cáo cho mình nha là được nha rồi và bây giờ chúng ta phải chờ nó ra cái phiên bản đó là uh, phiên bản mới nhất để cập nhật cái chức năng quay vòng quay may mắn nha các bạn Thì hiện tại cái đồng Ultra mình sẽ để đường link bên dưới phòng bình luận nha Bạn nào mà chưa khai thác á thì các bạn có thể khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký qua quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn